Nội thất Mộc Lam Huy xin chào. Hiện giờ đang là chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2019. Sửa Mộc Lam Huy chúng tôi có hai bộ ghế tay 10 gỗ tràm bung vàng với chi tiết đục khắc là chạm đào, và mặt bàn, mặt ghế, mặt đôn được làm bằng mặt gỗ hồng đào 12 ly. Đây, bộ này chúng tôi chỉ có hai bộ duy nhất thôi các bạn nhé. Chúng tôi là không có bán hàng tràm mặt hồng đào, tại vì hàng tràm mặt hồng đào thì giá thì rất là rẻ, nhưng mà cái độ an toàn của cái mặt hồng đào thì nó không có đạt như là mặt gõ hay là mặt sồi các bạn nhé. Ở đây chúng tôi có hai bộ này, chỉ có hai bộ thôi, nằm trong cái lô hàng của khách sỉ Sài Gòn. Một cái lô hàng mà sau đó rồi mất luôn từng làng nghĩa xóm luôn. Đó, khách hàng buôn bán cứ gì mà hàng đi mà chẳng thấy tiền quay đầu cả năm rồi. Thì ở đây chúng tôi có hai cái bộ này, chúng tôi để rất là lâu rồi. Thời gian khô của nó là hơn nửa năm rồi các bạn nhé. Thế cho nên là những cái mặt bàn, mặt ghế này chúng tôi bảo hành cho các bạn luôn là 10 năm cho nó vui. Đó, tại vì cái mặt, những cái mặt mà nó bị lứt tét á, là chúng tôi đã bỏ hết rồi, chúng tôi thay mặt mới. Và chúng tôi đã để rất là lâu rồi các bạn nhé. Những cái mặt này là chúng tôi tuyển kỹ rồi, chúng tôi mới dám đăng lên bán ở trên mạng internet cũng như là trên YouTube. Thì những cái bộ ghế mà mặt hồng đào thì luôn luôn giá đã rất là rẻ. Bộ này tay 10 chúng tôi có giá là 7.800.000 thôi. Đó, 7.800.000 thì nó rẻ hơn so với cái bộ mặt gõ kia là 1.000.000. Tại vì bộ mặt gõ chúng tôi bán 8.800.000. Nhưng mà bộ này thì chúng ta được thêm một chút, đó là cái dàn tay rồng này. Đó, tay rồng là một bộ ghế nó cũng đắt thêm mấy trăm này các bạn nhé. Với cái thứ hai là cái mặt hồng đào này của chúng tôi đã để rất là lâu rồi. Các bạn hãy lưu ý này, nếu các bạn đi tìm mua một bộ ghế rẻ mà chất lượng thì các bạn đừng có bỏ qua hai cái bộ này nhé. Tại vì nếu như các bạn bỏ qua hai cái bộ này thì sẽ rất là lãng phí đấy. Tại vì những cái đồ tốt nhất, những cái đồ đẹp nhất thì chúng tôi mới đăng bán lẻ cho khách hàng. Đó, còn khách sỉ thì tôi nói thật với các bạn là khách sỉ thì chỉ đuổi theo giá thị trường thôi. Thế cho nên là các bạn khách sỉ thì muốn cái giá nào thì nhà sản xuất thì cũng như là các đơn vị họ làm theo yêu cầu thôi, họ làm theo giá của các bạn ấy thôi. Đó, riêng đây là tôi nói thẳng với các bạn luôn, hàng này là chúng tôi làm cho khách sỉ. Đó, cho khách sỉ. Nhưng mà cái hàng này là do là cái đơn hàng là có trục trặc, và do là có cái vấn đề là buôn bán nó không phù hợp với cái chúng tôi. Đó, những cái mối hàng như vậy cho nên là chúng tôi bỏ luôn. Chúng tôi nói thẳng tôi bỏ luôn mối luôn. Và còn sót lại hai cái bộ ghế này chúng tôi bán với cái giá đẹp cho khách hàng sử dụng. Và chúng tôi đã đảm bảo là những cái mặt hồng đào này đó đã là khô hơn nửa năm rồi nhá. Tôi nói với các bạn cái điều đấy, các bạn, hơn nửa năm rồi. Đảm bảo với các bạn là không bao giờ cái mặt này nó lứt được. Chúng tôi đảm bảo với các bạn luôn, tuyệt đối tất cả các cái mặt bàn, mặt ghế này. Đó. Còn ngoài ra thì chúng tôi không có bán cái hàng mặt hồng đào này các bạn nhá. Chúng tôi có rất nhiều hàng chứ không có ít. Những mặt hàng này là chúng tôi không có bán, chỉ có hai bộ này thôi. Thì các bạn có nhu cầu thì các bạn nên tranh thủ mua sớm nhé. Tại vì những cái bộ như vậy, đẹp như vậy mà chất lượng như này thì không có đâu các bạn ơi. Tại vì gỗ nó để khô rất là lâu rồi. Nâng cái bộ ghế lên thì nó rất là chắc chắn các bạn nhé. Đó, rất là chắc chắn đâu đó. Vâng, thì hiện tại chúng tôi chỉ có hai bộ thôi, nhắc lại với các bạn như vậy, có sẵn tại xưởng. Và hôm nay là ngày chủ nhật, ngày 30 tháng 6 thì cũng là ngày nghỉ, thì chúng tôi cũng quay một cái video này trước để giới thiệu sản phẩm đến các bạn, và sau là gửi lời chúc tới các bạn, chúc cho các bạn có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ và một ngày nghỉ thật là sảng khoái, để qua thứ hai chúng ta sẽ có một tuần mới làm việc thật là thành công. Vâng. Và Mộc Lam Huy xin chào và xin kết thúc cái clip ở tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Mộc Lam Huy mình xin chào.